nhân Thủ tướng Chính phủ được biết Thủ tướng đến dự hội nghị toàn thể hơn 500 kiều bào rất là vui mừng nhưng mà cũng rất là nóng lòng muốn nghe Thủ tướng Chính phủ. Kính mời Thủ tướng Chính phủ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng. Thưa các đồng chí ở thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tôi cùng với Mặt trận Minh là các đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí trưởng từ Hà Nội đây đi biểu hội các đồng chí và đặc biệt là được gặp mặt bà con Việt kiều khi chúng ta từ bỏ miền Tổ quốc để đi vào miền quan trọng này. Tôi có thể nói thêm nhiều điều nhưng mà thời gian ít nên sau đây phải có một cuộc họp nữa để gặp các cái kiến thức cấp cao nữa để có thời gian để truyền đạt những vấn đề với bà con chúng ta này. Có thể nói là tôi cảm thấy vô cùng xúc động và ấm cúng khi đứng trước bà con kiều bào, những người con của dân tộc Việt Nam chúng ta dù ở xa tổ quốc nhưng quyết thống dân tộc vẫn không ngừng chạy và trái tim hướng về đất nước luôn thủy chung không bao giờ thay đổi. Thay mặt chính phủ và công chức lãnh đạo đảng nhà nước, tôi xin gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể kiều bào của ta trên khắp thế giới và bà con kiều bào đại diện đã về dự hội nghị quan trọng này. Trưa nay tôi đã nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao báo cáo về hội nghị, đặc biệt là đã tóm tắt tham luận của đại biểu từ các nơi gửi về nhiều bài rất sâu, thể hiện sự quan tâm và tâm huyết của bà con đối với công cuộc phát triển của đất nước. Và tối hôm qua, bản thân tôi cũng đã đọc một số bài tham luận. Tôi thật sự cảm kích và ghi nhận mọi tâm huyết, trí tuệ của bà con đã đóng góp từng ý tưởng rất thiết thực cho các vấn đề của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh đang ngày đêm trăn trở, đang tìm kiếm giải pháp và sáng kiến. Tôi cũng rất xúc động khi nghe về những câu chuyện khởi nghiệp tại Việt Nam và câu chuyện của kiều bào chúng ta, đặc biệt là câu chuyện của tiến sĩ Nguyễn Xuân Mỹ, chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Dù ở trên 60 tuổi nhưng vẫn quay trở lại Việt Nam để khởi nghiệp một lần nữa. Tôi biết rằng đằng sau những ý tưởng kinh doanh nghiệp đó là cả một tấm lòng sâu nặng quê hương với đất nước, với đồng bào của mình. Và ra ít lâu, không lâu, một sự kiện do giáo sư Trần Thanh Vân và tôi vừa hỏi năm nay tôi bao nhiêu tuổi, giáo sư nói rằng tôi đã 82 tuổi. Khởi trước với Tây đất hay gặp ở Việt Nam với rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới, nhiều người được giải Nobel về Việt Nam tham gia về vấn đề khoa học của Việt Nam. Hai tôi nói câu chuyện là Bí thư Hồng phát biểu cách đây 20 năm, ông ấy đã từng lái xe đưa tôi đi để tìm một cái trường dạy nghề là trường cấp siêu đúng. Hồi cái 20 năm tôi làm tỉnh trưởng thì nghèo khó khăn, từ lái xe đi tìm đối tác để dạy nghề Việt Nam. Hai tôi kể những câu chuyện, tôi đi Ba Lan có một lần có một chị Việt kiều, chị đã lên đó gì đấy, gia đình để gói những món quà mà mình mua được, rất cảm động lắm chị, cảm ơn bạn. Hay là các giáo sư Ngọc Trăng ở đây, người Việt kiều có bao năm về nước đóng cấp, về nước là đóng cấp rồi, tham gia quốc hội cùng chúng tôi rồi, bây giờ vẫn
hăng hái nhiệt tình đóng góp sự kiện của đất nước trong sự kiện liên quan đến môi trường vân vân và vân vân. Cho nên có thể nói sự kiện sự hiện diện của kiều bào hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế năng động hàng đầu của cả nước, đã khẳng định một điều rất thiêng liêng rằng tiềm năng phát triển của đất nước chúng ta, nguồn lực phát triển của chúng ta không chỉ nằm vẹn vẹn trong dải đất hình chữ S rộng hơn 330.000 km2 mà ở rất nhiều nơi trên hành tinh này. Có thể nói ở đâu có người Việt Nam thì ở đó có Việt Nam, và đất nước này cũng luôn chào đón những người con của dân tộc Việt Nam trở về đem theo tấm lòng hoài bão, ý tưởng và nguồn lực để đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Nhân đây, tôi cũng biểu dương và đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ủy ban nhân dân TP HCM tổ chức tốt hội nghị để lắng nghe ý kiến của kỳ bảo tàng mà cả ngày hôm qua và hôm nay cũng như ngày mai chúng ta tiếp tục với chương trình quan trọng này. Thưa quý vị, như tôi nói ở đây, các phát biểu tham luận của các đại biểu của bà con kiều bào trong đó có nhiều ý kiến sâu sắc, những nhiều kiến nghị mới sáng tạo đây quan tâm rất nhiều của tâm huyết của kiều bào ta đối với vấn đề lớn của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có hỏi chị quyết tâm là trình bày thế nào thì chị quyết tâm là của đồng minh thành phố đó là bà con nghiên cứu rất sâu, rất sát, rất nhiều giải pháp hay sức sáng tạo rất lớn, nhưng mà tâm huyết của bà con chúng ta như vấn đề quản lý rủi ro là cùng ách tắc giao thông của thành phố, xây dựng thí điểm thành phố khởi nghiệp, thành phố thông minh, những phụ kiện quốc tế, những các vấn đề chiến lược của đất nước về đào tạo giáo dục, về kinh tế xã hội, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, khuyến khích đầu tư và hoạt động. Đây là những cái ý tưởng rất tốt chúng ta đã nghe được, đã tận hưởng rất quý trong xây dựng thể chế chính sách Việt Nam. Và nhân đây tôi cũng đề nghị với ban tổ chức hội nghị, tôi thấy là Bộ Ngoại giao và Thành phố Hồ Chí Minh chọn lập quy chế và tổng hợp để đề xuất với Thành phố Hồ Chí Minh, với Chính phủ, với Bộ Ngoại giao những vấn đề tầm vĩ mô chúng ta phải chú ý để quan tâm đến cái đóng góp của bà con từ xa xôi về đây. Thưa quý vị, đất nước ta đang chủ động hội nhập và tiến trình toàn cầu hóa có độ mở của nền kinh tế ngày càng rộng đi đôi với bảo đảm hài hòa các quốc gia dân tộc, trong đó phát huy cao nhất nội lực và tranh thủ hiệu quả nguồn lực bên ngoài để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, là thực hiện câu nói năm xưa của Bác Hồ, chúng ta phải quyết tâm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong thời điểm có cả đó, Thành phố Hồ Chí Minh với niềm vinh dự được mang tên Bác cần phải tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm tốt vai trò đầu tàu của những trọng điểm phía Nam và cả nước, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực. Còn chúng ta là hòn ngọc biển Đông. Bây giờ tôi nói thêm một ý nữa, hòn ngọc quả sớm biển Đông. Các tổng thống hội nghị của miền Nam này, thủ phủ này, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapore, và Bangkok, không là cái gì đâu. Chúng ta bị chiến tranh đàm phán nặng nề, chúng ta chưa kịp thời đổi mới cơ chế quản lý, chúng ta chưa có biện pháp mạnh mẽ để phát triển. Đây là thời kỳ để chúng ta cải cách phát triển mạnh mẽ hơn.
để xứng đáng. Còn gặp những đồng hồn chiếc hồ đặc biệt xứng đáng của Tây Bắc Hồ của chúng ta là thành phố này. Để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, chúng ta cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm cả cộng đồng 4,5 triệu kiều bào ta. Và hôm nay là sẽ mở đầu cho một chương trình mới về sự kêu gọi thúc đẩy bà con chúng ta về đóng góp xây dựng thành phố, xây dựng đất nước. Những người vậy công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước thời gian qua đã đạt được kết quả. Tôi xin báo cáo bà con đã có nhiều doanh nghiệp kiều bào tích cực hợp tác với các doanh nhân trong nước đưa hàng hóa dịch vụ Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư thành lập các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thị trường trong nước. Nhiều trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, triển khai các dự án từ thiện cho hội trong nước, đem thêm lượng kiều hối gửi về nước ngày càng tăng. Theo ngân hàng thế giới, năm 2015 lượng kiều hối của Việt Nam đã đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 11 trên thế giới, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2010. Năm 2010 chúng ta về nước 8 tỷ. Phần lớn trong kiều hối này đều hướng vào đầu tư sản xuất kinh doanh và giải quyết đời sống một bộ phận dân cư trong nước. Chúng ta đều biết các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Hoa Kỳ đã phát triển thành những nền kinh tế tiên tiến hàng đầu thế giới, góp phần nhờ biết phát huy hiệu quả các nguồn lực của kiều dân sinh sống ở nước ngoài. Chúng ta tự hào có những người con nước Việt là chuyên gia, là trí thức, trình độ cao ở các nước phát triển, có điều kiện tiếp cận nhanh nhất, thuận lợi nhất với công nghệ tiên tiến, trí thức tiến bộ thế giới, là cơ hội tốt để đóng góp giúp đất nước tiến bước nhanh hơn trên con đường phát triển. Chúng ta vui mừng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, kiều bào thành đạt không chỉ đóng góp vốn, kiến thức, pháp luật quốc tế, xây dựng quê hương mà còn mang hàng hóa, thương hiệu Việt đến với thế giới. Bà con Việt cộng, Việt kiều của ta cũng chính là những sứ giả truyền bá, phát huy văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam, là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Tôi không biết cái điều mà chị Linh, chị Kiều Linh, chị Kiều Mỹ vừa nói, rất thao thác với chúng ta. Không những chúng ta quảng bá văn hóa mà không thể mất gốc văn hóa Việt Nam. Điều đó là quan trọng của chúng ta. Và văn hóa có nhiều yếu tố, nhưng mà trước hết là tiếng nói và chữ viết. Các bạn Kiều Linh là một cái tấm gương tốt. Sau Mỹ thì đó là một đạo chính trị. Tôi cũng thật thật như thế. Chúng ta rất là ngỡ ngàng khi thấy một người Việt Nam không thể được. Mà số đó không phải là ít. Hiện nay có nhiều tấm gương tốt và cho được văn hóa Việt Nam. Đã phải thấy cái chỗ Việt Nam, cái tiếng Việt của Việt Nam không phải. Tôi nói rằng vì rộng vốn cái tính pháp luật, đầu tư, kiều hối và văn hóa Việt Nam là những gì vô cùng quan trọng của kỳ vọng của ta. Người ta đã làm được thăng trầm vấn đề con người. Cho hôm nay một lần nữa thay mặt chính phủ, tôi đánh giá cao những nỗ lực, những cố gắng, mọi đóng góp thiết thực dù lớn hay còn nhỏ, đang âm thầm lặng lẽ nhưng luôn nắm tình quê hương của toàn thể kỳ vọng ta hướng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và thời gian qua của chúng ta. Thưa quý vị, năm 2016 chúng ta tổ chức thành công đại hội thứ 12 của Đảng, cuộc bầu cử quốc hội khóa 14, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Chính phủ quyết tâm đổi mới chính mình, xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ mọi rào cản, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Cái tinh thần chính phủ mới là như thế. Kiến tạo phát triển liêm chính hành động để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chứ không phải chính phủ chỉ đi quản lý thôi, quản lý luôn nhiệm vụ chính phủ đâu,
chúng ta tạo ra một cơ chế thu hút phát triển quan trọng, và trước hết là xây dựng thể chế phát triển khoa học công nghệ. Hiện nay chính cái hội nghị này là cái chủ động kiến tạo của chính phủ của thành phố Hồ Chí Minh có vốn nguồn bản rất lớn của bà con Việt Kiều, 4,5 triệu bà con chúng ta hôm nay trên 500 vị đã có mặt hỗ trợ. Chính phủ đồng thời với việc đó, chính phủ thực hiện mạnh mẽ việc tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tranh thủ những cơ hội thuận lợi của cách mạng công nghiệp lần thứ tư về phát triển dựa trên sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, nâng tầm chủ động kinh tế, phát triển nhanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển vượt qua bảy mươi trung bình. Chúng ta thấy một điều mà ở Philippines họ phát triển sớm nhưng mà cũng chưa thể vượt qua các bảy mươi trung bình. Việt Nam dễ bị mắc các bẫy này do không dùng, do chính sách lợi ích nhóm chưa sáng tạo và chưa nhận được sản xuất một mặt chúng ta rút kinh nghiệm thế giới để đưa Việt Nam tiến hơn. Và con thấy Việt Nam giờ có phát triển thêm tốt lắm, nhưng mà hầu trước cũng tốt lắm, hầu trước đây mình nói đơn là muối, bây giờ gạo có thể đáp ứng được cuộc sống ấm no. Thiên tai lũ lụt như thế, bao nhiêu sự kiện như thế, nhưng mà không thể một người dân nào, chúng tôi cũng là một người dân nào, thiếu đói là đứt cửa, đói cơm là đủ, để đến trường. Chúng ta là một trong nước được nhiều cũng đánh giá là thực hiện tốt có một tiêu thiên niên kỷ mà trước hết và cho nói được nghèo, giảm cái nghèo nghèo rất nhanh ở Việt Nam. Nhưng người giàu là người giàu, người giàu, đấy mục tiêu phải là giàu, phải vượt lên, chứ không phải chỉ giảm nghèo được rồi. Chính vì vậy, chính phủ đẩy mạnh triển khai chương trình hành động về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 16-20, trong đó các bộ, ngành và địa phương tăng cường hợp tác, có kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, tạo thuận lợi để phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế cho đất nước. Và như vậy là chúng tôi nói là phải nghiên cứu ý kiến các mặt bằng Việt Kiều. Cái thứ hai nữa là một lần thì không thể tổ chức cái được bà con, và cái chính là chúng tôi cũng đề nghị với Bộ Ngoại giao và các khách là Ủy ban công tác người dân nước ngoài, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn cả nước, các tỉnh trọng điểm chú trọng tạo dựng các kênh, các diễn đàn đối thoại khả thi thực chất để kỳ vọng phản ánh đề xuất khuyến nghị và địa phương có tiếp thu, có phản hồi, có khuyến khích tạo điều kiện cho trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người có kinh nghiệm đóng góp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hôm nay họ nghĩ mấy ngày ba người rất mấy ý tưởng cây nào diễn đàn nào cách làm nào để có thể tăng cái thêm những phần học đấy là tổ hợp chúng tôi thủ tướng chính phủ đặt ra cho các bộ ngành để các bộ ngoại giao và thành phố Hồ Chí Minh cũng các địa phương. Nên đây tôi kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tùy vào khả năng và điều kiện của mình cùng chung sức đóng góp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thành phố lên được, thành phố đóng góp 3% tăng trưởng Việt Nam. Có 3 thành phố thành Việt Minh, xuất phát của đất nước là sẽ thay đổi rất nhanh về nhiều mặt quá. Chúng ta phải lấy những cái trung tâm để phát triển phía Tây một kinh nghiệm quốc tế. Mong bà con cùng một cả nước thì các bà con tập trung đóng góp để phát triển được những cái gì. Nhân đây chính phủ luôn hỗ trợ và mong bà con Việt Kiều và con ta thành lập ở nước sở tại tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết giúp đỡ nhau giữ gìn văn hóa cốt cách tốt đẹp của người dân đất Việt và phát huy hình ảnh của người Việt Nam thân thiện yêu chuộng hòa bình ứng xử văn minh gắn bó với tình hữu nghị Việt Nam đất nước đồng thời trung ương bình dương tổ quốc và hành động thiết thực của mỗi kỳ bầu ra.
còn phải suy nghĩ khác biệt với đất nước. Nhưng tôi tin tưởng rằng trong tâm trí tất cả đều có trái tim ấm tình yêu quê hương đất nước, nơi mà quê hương của người chỉ một, với niềm tự hào cùng là bà con, cùng là con cháu là thòng, tất cả chúng ta chung sức chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng bạn bè các con cháu như Bác Hồ kính yêu là mong muốn. Mà chúng ta nói dân tộc ta chỉ là một thôi, mà chỉ có đại đoàn kết mới đại thành công. Đó là một cái quy luật của sự phát triển. Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam dương cao một đại đoàn kết, tập hợp mọi thành phần dân cư, đặc biệt là bà con, mỗi thành nam chịu bà con thực hiện ra hướng về xây dựng quê hương tổ quốc. Nhân đây tôi cũng nhớ một câu ca dao, rất là nổi tiếng và trách nhiệm. Dù cho sông cạn đá mòn, con tầm đến tháp hãy còn sung tâm. Tháp là chết, nó chết rồi, con tầm nó chết rồi, người nó vẫn còn mong tơ quê hương. Ai cũng biết. Tôi nghĩ bà con chúng ta đều có một tâm tư như thế. Hay là câu ca của Giao rất nói, quê hương mỗi người chỉ một, và một và chỉ mà mỗi một bản thổ quê hương hai công nhân thì không lớn được thêm nữa. Tôi nghĩ điều này đã thấm đậm vào bà con chúng ta, và tất cả chúng ta đều nhớ quê hương thương yêu chúng ta, đó là Việt Nam, tổ quốc Việt Nam. Trên tinh thần đó, một lần nữa tôi xin thay mặt chính phủ và các đồng chí lãnh đạo của bạn hôm nay xin gửi tới lời thăm hỏi lòng ấm nhất từ quê hương, từ đất mẹ Việt Nam tới toàn thể người bảo ra ở nước ngoài. Tôi xin chúc mọi người chúng ta thành công tốt đẹp, chúc quý vị đại biểu kiều bào chúng